Ok, xin chào anh em. Mình đang quay những cái thước phim cho anh em xem trên con Flycam DJI Mavic Mini 2. Để anh em xem thử những cái thước phim mà mình quay trên con Mini 2 nó có đẹp không nha anh em. Đây là những cái thước phim mình quay hoàn toàn tự nhiên, không quay chỉnh sửa. Đây cũng là cái lần bay đầu tiên của mình. Đấy, mình bay lên nguyên một cái hệ thống dây điện trên cao, mình xây dòng ba chiếc xe đông lạnh cho anh em xem cái độ mượt mà của con Mini 2. Đây là mình xây theo chế độ tự nhiên nha anh em, mình điều khiển bằng tay chứ không phải là chế độ WeShot. Đấy, sở dĩ là cái video này mình không có đăng lên, nhưng mà mình cũng là một trong những người mà ở Việt Nam mà khui hợp với con Mini 2 này, cho nên là mình muốn đăng lên để cho những anh em nào mua sau thì họ sẽ xem được những cái thước phim của mình, họ đánh giá rồi họ sẽ quyết định mua. Nãy anh em thấy là ba chiếc xe đông lạnh mình quay lên nó rất là mượt mà luôn, trắng tinh trắng phau luôn anh em, rất là đẹp đó. Đây là theo cảm nhận của mình nha, khi mà sử dụng cái con Flycam đầu tiên. Đấy, bây giờ mình xây dòng lại, mình cho nó đi về cái hướng của mình đang ngồi. Đó, mình đang ngồi ở trong ngay chỗ cái khu hàng rào nè anh em. Cho nó bay qua hết dây điện rồi xuống ngay chỗ thép gai B40. Đấy, mình đang ngồi ấy. Rồi cho nó hạ xuống dưới cái sự điều khiển của mình luôn. Đấy. Đó, mình điều chỉnh cho nó chung vô trong cái hẻm mình đang ngồi luôn nha anh em. Thì mình quay những cái thước phim này nó rất là bình dân, và trong những cái điều kiện vừa gió mà vừa mình ngồi ở trong hẻm nữa, để cho anh em thấy là đánh giá là cái con Flycam Mini 2 này nó cũng rất là dễ điều khiển nha anh em, không có rắc rối khó khăn giống như những anh em khác ở trên mạng đánh giá ha. Bởi vì mình review để cho anh em thấy cái sự dễ điều khiển của nó, để cho anh em chúng ta có những cái quyết định dễ mua hơn, chúng ta quyết định mua cái con nào. Thì cái DJI thì cái hãng Flycam xịn, cho nên quá trình điều khiển của nó cũng chính xác hơn những cái con Flycam thông thường nha anh em. Đấy, nó tới mười mấy gần 20 triệu là cái con mà gọi là bèo nhất ở trong DJI rồi, còn những con xịn sò hơn là 30-40 triệu không à. À, bây giờ mình quay ở bên ngoài đường lộ, đường khu chung cư cho anh em xem. Lúc nãy là mình quay ở cái thước phim, nãy là mình chỉnh cái ever nó lên thêm một chút xíu thôi anh em, 0.7 với 1 chấm thôi. Còn cái ever này là cái ever tự nhiên của con Mini 2. Màu nó rất là tươi anh em, màu rất là tươi mà nó hơi theo kiểu nó nóng nóng ấm ấm hơn một chút. Màu rất là tươi, rất là tự nhiên. Và tất cả các thước phim mình đang quay là đều quay ở chế độ Full HD và 60 FPS hết nha anh em. Đang lên cho anh em thấy là anh em có nên quyết định mua cái con DJI Mini 2 hay không. Đấy, anh em thấy là mình đang quay là quay ở chế độ mà bay normal và gió ở ngoài trời là nó đang cấp 6 anh em. Bởi vì anh em nhìn từ xe có những cái lượng sương mù ở bên xung quanh những cái khu chung cư đó. Bởi vì mình đang quay ở khu vực gần biển là anh em. Đây, mình quay dầm nó cũng rất là mượt mà ha, chống rung ba trục. Đấy, nó bay xe tới 10.000 mét nha anh em, bay xe 10 cây số ha, cao 500 mét. Đây mình điều chỉnh cho anh em, mình lắc á, cho nên là nó hơi giật, chứ còn bình thường bay là nó rất là mượt anh em ơi, bay đẻ lắm. Chỉ có điều là cái con này nó chưa phải là con 30-40 triệu, cho nên là nó chưa có cái chế độ mà bay theo đối tượng nha anh em. Với là cũng không cần và phải sử dụng các cái chế độ như là cảm biến xung quanh rồi gì hết ha. Mình bay lần đầu tiên mà mình chụp cái con mini này trên tay và mình cho nó bay ở trên tay luôn cũng được anh em, rất là dễ đi sử dụng, không có vấn đề gì hết.
Đặc biệt là trời gió nha nè. Trời gió là anh em hạn chế bay. Bởi vì khi mình bay đeo phần là mình bay mình quay trên cao. Cho nên là ở dưới thấp thì chúng ta cảm nhận gió nó thường, nhưng mà khi lên trên cao thì nó tăng tới hơn một cấp gió nữa, hoặc là nhiều khi nó tăng tới hơn hai cấp gió nữa. Cho nên là gió nó rất là mạnh và cái bảng điều khiển của nó rất là dễ sử dụng anh em. Khi mà gió mạnh là nó báo là strong wind, có nghĩa là gió mạnh anh em. Thì chúng ta hạ thấp bớt xuống ha, hạ thấp bớt xuống để cho nó bay, điều khiển nó bay về, hoặc là chúng ta điều khiển nó bay thấp xuống để hạn chế gió cao. Đấy, những thước phim mà mượt mè ở trên quay xuống giống như ở vừa tinh này anh em, chỗ cỏ xanh, chỗ cỏ non, chỗ cỏ đậm là nó mô phỏng lại easy hết, rất là đẹp anh em ơi. Đây mình hạ cánh và mình chụp bằng tay luôn cho anh em xem. Đấy, mình mới sử dụng lần đầu tiên luôn nha anh em, test cái ngày đầu tiên luôn. Đây, bây giờ đại ca mini 2 sẽ test em nó ở trong cái khu mà gọi là chật hẹp luôn nha anh em, những cái khu đường luồng ở trong nhà mình á, test như thế này để anh em mới cảm nhận được là có nên mua hay không. Bởi vì trong những cái con mà nó khó sử dụng mà nó hay sàn quay sàn lại á, là test ở trong những cái khu vực đường luồng này nó rất là khó nha anh em. Đấy, mình bay lên lơ lửng sát bên cái cây mảng cầu nhà mình luôn, quay lại luôn, hình ảnh hầu như là không có chỉnh sửa cái gì hết, quay lên mình tranh thủ mình đăng luôn nha anh em xem. Bữa nay ngồi trời là đang bão cấp bão số 12 đang vô khu vực là Phú Yên Khánh Hòa, khả năng là vô Phú Yên Khánh Hòa cho nên là không có đi quay ở đâu được. Ở nhà mình hôm qua thì mình có quay những cái đoạn phim mà mình thử cái con mini. Sáng nay mình lên cái ý tưởng là mình test trong những cái khu vực chật hẹp và những cái khu vực mình vừa mới quay luôn cho anh em xem. Đấy, đây là mình quay ở trong cái khu vực mà gọi là ở trong sân nhà mình đó anh em. Đấy, trong sân nhà mình mọi người đang vé lưới với cái máy hiên á, bay luôn, không có cần gì ra ở phía bên ngoài rồi gì hết anh em. Test trong cái khu vực như thế này anh em mới thấy được cái độ mượt mà ha, cái độ mà dở điều khiển của cái con mini. Đây là một cái cảnh mà lúc nãy mình quay ở bên ngoài. Đấy, nó quay nó đỡ lại cái bóng của nó, rất là đẹp anh em ơi, rất là đáng đồng tiền để mua sử dụng nha anh em.